Đấy thì Đây các bạn ạ, để mà diệt được một cái tấm thảm đẹp như thế này và rộng như thế này thì họ phải diệt liên tục trong khoảng 1 tháng các bạn ạ. Rất là lâu và rất là công phu nhá. Mọi người thấy đẹp chưa, những cái nét hoa văn như này này. Rất là đẹp. Đây là một cái khung để mà dệt vải thổ cẩm công đoạn để mà có thể làm thành một cái tấm vải rất là đẹp các bạn ạ. Và họ mất khá là nhiều thời gian ngồi dệt như thế này. Đây các bạn ạ, mình thấy là chú đang làm một cái ống ống này là để đựng mũi tên này các bạn này. Đây là mũi tên của nỏ nhá. Đây mình sẽ cho vào cái ống này. Bắn nỏ ạ. Đây. Đó. Chính là cái ống như này đấy các bạn ạ. Cái ống này để cho những cái mũi tên như thế này vào này. Đây là mũi tên của nỏ nhá. Đó. À, đây là một chiếc nỏ này và đã được sơn lên rất là đẹp và bóng. Chiếc nỏ của người đồng bào dân tộc Thái ở đây. À, còn đây là một chiếc nỏ to hơn này các bạn này. Wow. Nó khá là nặng so với mình tưởng tượng. Các bạn thấy không? Một chiếc nỏ. Em có muốn bán thử không? Sao bán này? Dạ, bán thử được không ạ? Wow. Ok, bây giờ mình sẽ bắn thử chiếc nỏ này để xem là nó hoạt động như nào nhé các bạn nhé. Các bạn ạ, bây giờ là mình sẽ thử bắn chiếc nỏ này xem nhé. Cái nỏ này thì nó bé, mình nghĩ là nó sẽ vừa sức của mình. Trúng vòng. Wow. Nó khá là mạnh. Đầu tiên là mình sẽ phải kéo cái cò này xuống như này nhé các bạn nhé. Sau đó là kéo dây nỏ lên, cho nó vào cái khe này để giữ chắc. Rồi tiếp theo là mình sẽ đặt cái mũi tên vào đây. Ok, bây giờ là bắn nhá.
tuyệt vời. Các bạn thấy không, ở đây thì có rất là nhiều những khách du lịch người nước ngoài đến đây để tham quan và mua hàng để làm hàng lưu niệm các bạn ạ, rất là nhiều. Đây là một chiếc mõ trâu này, cái này được đeo ở cổ của con trâu các bạn ạ, để khi mà con trâu, con bò đi vào rừng ăn ấy thì sẽ không bị thất lạc khi mà nó kêu, nó lắc lên như này. Đó. Thì mình có thể là tìm thấy phương hướng của trâu bò. Có một chiếc rào khá là to các bạn ạ. Nó khá là to nhưng mà lại không nặng.